Còn bây giờ là thời lượng cho tiểu mục chủ đề này. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì thói hung hăng, hành xử theo kiểu côn đồ để giải quyết mâu thuẫn đang có dấu hiệu diễn ra ngày càng phổ biến. Chỉ từ một cái va chạm rất nhỏ, thiệt hại rất là nhỏ, hay là thậm chí chỉ vì một cái liếc nhìn, một câu nói vô tình mà dẫn đến những hành vi thiếu tỉnh người, thói yêng hùng nổi lên. Và trong cơn nóng giận, nhiều người sẵn sàng sử dụng bạo lực, thậm chí cả hung khí để giải quyết, khiến sự tình trở nên vô cùng nghiêm trọng và phải chăng là một bộ phận người dân của chúng ta đang trở nên hung hăng hơn, hung bạo hơn và làm thế nào để chúng ta có thể khóa lại cái hành vi bạo lực, một cái hành xử côn đồ để cùng bàn luận vấn đề này hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, phó hiệu trưởng của trường đại học giáo dục đại học quốc gia Hà Nội xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã cùng đồng hành. Dạ Xin và... chào anh và chào quý khán giả đang xem chương trình. Rõ ràng là như chúng tôi vừa mới đề cập thì ngày nay thì một số người lại dễ dàng rơi vào cái hành vi bạo lực sau khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái va chạm rất là nhỏ, thậm chí là chỉ bằng những cái lời nói rất là vô tư hoặc vô tình. Và thực tế thì cho thấy là hành vi côn đồ, bạo lực ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay hơn, đặc biệt là với những người trẻ. Vậy thì góc độ của chuyên gia đánh giá như thế nào về vấn đề này? Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang ở trong cái thế giới mà cái sự vận động nó quá nhanh, ai cũng ưu tiên về mặt tốc độ và chúng ta cũng càng ngày càng trở nên là quá tải đối với cả công việc. ở trong một cái guồng quay tốc độ như vậy, khi mà tham gia giao thông, khi mà uh có cái gì đấy mà nó chỉ cần hơi một chút cản trở cái tốc độ của mình thôi là dễ làm cho chúng ta nổi sung. nó giống như một cái giọt nước để làm tràn ly và nếu mà những cái hành xử này ở cái nơi công cộng và ở cái giao thông ấy, thì thường là những cái va chạm hành chính đấy là à, chúng ta là thường là tự thỏa thuận hòa giải với nhau nhưng mà với một số người ấy, thì nó sẽ biến thành cái cách thức mà tự xử và trong cái cơn nóng giận thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi với một cách diễn giải là những cái hành vi của người khác cản trở mình ấy là cố tình hoặc là đang xâm phạm thiếu tôn trọng mình thì những cái hành vi đó dường như là nó mất đi cái uh, sự cân nhắc trở thành tấn công bằng lời nói bằng hành động và thậm chí giống như anh nói có thể là sử dụng cả những cái hành vi rất là uh, nguy hiểm sử dụng hung khí để tấn công người khác vâng câu nói các cụ thì uh, giận quá thì mất khôn đúng không ạ thế nhưng uh, gần đây thì hành những hành vi côn đồ là bạo lực Uh, xảy ra thì càng theo một cái chiều hướng là nghiêm trọng hơn. Vậy thì không biết chuyên gia có thể phân tích một số các cái yếu tố về mặt tâm lý ẩn đằng sau những hành vi hành xử bạo lực hay không? Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể uh, nhìn thấy đằng sau những hành vi bạo lực. Một đấy là cái sự tức giận. Ai cũng có rất là nhiều những cái điều ấm ức và họ nghĩ rằng là mình không đáng bị như vậy. Với một cái tâm trạng ấm ức hoặc là cái sự căng thẳng mà chúng ta tham gia vào các cái bối cảnh mà sinh hoạt công cộng ấy thì chỉ cần một cái giọt nước làm tràn ly thôi cũng khiến là chúng ta có thể bùng nổ à. ẩn đằng sau cái hành vi thiếu kiểm soát đấy thì tôi có thể nhìn thấy đấy là kỹ năng kiểm soát cảm xúc kém kỹ năng kiềm chế cái cơn tức giận kém ẩn đằng sau những cái hành vi ứng xử mang tính chất côn đồ và bạo lực đấy là tâm lý đổ lỗi có nghĩa rằng là những cái hành vi của người khác có khi nó chỉ là vô tình thôi nhưng mà trong mắt của tôi cách thức diễn giải của tôi hành vi đấy có thể là cố tình anh có thể làm với một cái mục đích gì đấy nhưng mà để uh, thể hiện là vượt tôi vượt mặt tôi hoặc là thiếu tôn trọng tôi nếu mà trong giao thông thì chúng ta nhìn thấy nhé, chỉ cần một người có thể là vượt qua mình thôi một người có thể hơi vô tình tạt đầu mình để mà rẽ đi thôi một người có thể hơi chậm trong cái xử lý ở trong những cái pha ngã tư, ngã năm thôi Hoặc thậm chí đi sát mình quá thôi Đều có thể làm bùng phát một cái cơn tức giận ở những người khác Và họ cho rằng cái hành vi đấy là cố ý, là thể hiện là vượt mặt mình hay là thiếu tôn trọng mình Và mình cần phải trả đũa Thì đó là ẩn đằng sau những cái hành vi uh, côn đổ uh, và hung hăng Có rất nhiều người cũng có một cái cảm giác là tìm kiếm quyền lực Giống như chúng ta tức giận mà chúng ta chút giận được ấy thì chúng ta cảm giác là chúng ta rất là quyền lực, chúng ta cảm thấy thoải mái. Rồi chúng ta cảm thấy là hình như mọi người đang 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 chú ý đến chú ý mình. mình và ta cũng hình như là cũng đại diện cho một cái gì đấy nó là công lý hay là một cái gì đấy là một cái hình tượng là uh, ngầu hay là thế nào đấy. Cái trong tâm lý của cá nhân cái khoảnh khắc đấy là như vậy. Nhưng mà nó chỉ được đúng một khoảng thời gian thôi. Còn ngay sau đó thì có thể là chính các bạn sẽ cảm thấy là hối hận vì những cái hệ quả của hành vi khi mà chúng ta bình tĩnh lại nó không đẹp như thế nào cả. và có thể chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chính cái hành vi đó của mình Vâng, rõ ràng là có một yếu tố nữa thưa chuyên gia đó là cái ảnh hưởng của mạng xã hội nữa gần đây thì nhiều người cũng hay cho mình là người phán xử lắm nhiều người cũng cho mình là những ông vua rồi là bà chúa rồi là trao đổi rồi quan điểm lúc nào cũng muốn trên người khác và rõ ràng là cái điều này cái việc mà như là chuyên gia vừa nói cái 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 bệnh mà gọi là háo quyền lực hoặc là bị uh, tham quyền lực có thể là một cái chất xúc tác dẫn đến những hành vi ngày càng côn đồ hơn và luôn luôn tạo cho mình một giá trị là tôi phải đúng ở trên các cái tình huống ứng xử quan điểm của chuyên gia điều này có đúng hay không tôi nghĩ là những cái hành vi đó nó ảnh hưởng và nó làm trầm trọng hơn những cái khuôn mẫu hành vi mà phi văn hóa của những người dân à. thứ nhất là chúng ta hàng ngày hàng giờ đang tiếp cận với quá nhiều những cái hành vi ứng xử mang cái tính chất là bạo lực ở trên đường phố ở nơi công cộng trên các phương tiện à, truyền thông đại chúng những cái tin mà về những cái vụ việc nó lùm xùm hay là những cái scandal hoặc là những cái vụ ẩu đả có khi view lại cao hơn thế à. tự nhiên nó làm cho tất cả những người kể cả những cái người trẻ cảm giác được rằng là cái việc hành xử như vậy nó không có gì đang cấm kỵ cả à. cái thứ hai nữa là gì đôi lúc của chính họ cũng muốn giải tỏa cái cảm xúc họ cũng muốn chứng minh được rằng là trong tình huống đấy tôi có cái lý của tôi tôi có cái điều lẽ phải gì đó mà tôi cần phải bảo vệ thế là chính họ cũng quay lại cơ họ Được. cũng lan truyền những cái um, hành vi mà không đẹp của họ ấy, như một cái cách thức để kiểu như chứng minh cho bản thân và Được. cái điều đấy vô hình chung lại làm cho cái không gian mạng của chúng ta nó lại càng nhiều hơn những cái um, Sự hình đốc ảnh đốc nó à. không đẹp Được. và nếu mà lại được cái sự chú ý của cộng đồng lại có thêm một số những cái lời bình luận là ừ bạn đúng rồi bạn phải thế này bạn phải thế khác đôi lúc những hành vi mà chúng ta lại còn chống lại cả những cái người thi hành công vụ đấy nó được ừ. gọi là thể hiện là giá đúng rồi bây giờ phải ừ, gọi là cứng cỏi lên rồi bạn phải tranh đấu thế này thế khác thì lại làm cho họ lại tưởng nhầm và vâng. nghĩ rằng cái hành vi đấy là có thể là được ủng hộ lắm đấy và họ lại tiếp tục à, những cái hành vi kiểu như vậy vâng. nhưng mà rõ ràng những cái hệ lụy thì chắc chắn là họ sẽ không lường trước được bởi vì là chúng ta đã theo dõi thông qua những cái phương tiện truyền thông đại chúng có rất nhiều những vụ việc từ những hành vi dân sự rất là nhỏ nhưng mà biến thành những cái vi phạm về mặt hình sự và bị xử lý một cách rất là nghiêm khắc vậy thì những cái hậu quả tâm lý mà những người bị hại phải đối mặt sau khi mà trải qua các cái hành vi côn đồ bạo lực sẽ như thế nào hậu quả thì cho cả cộng đồng xã hội cả những nạn nhân và cả những cái người mà có các hành vi không đẹp nữa. Vâng. Tại vì rõ ràng là cái tương lai của họ, một số các cái cơ hội của những cái người mà đã có những cái hành vi không đẹp như vậy, uh, có thể là sẽ bị hạn chế. Họ về sau mà nếu mà muốn apply vào một cái nơi nào đấy, nhưng mà những cái hành vi xấu của họ lại được lan truyền, mọi người đều biết thì có thể họ sẽ mất các cái cơ hội. Ừ. Những cái người mà chịu những cái uh, uh, gọi là tấn công ừ. và bạo lực là nạn nhân ấy, thì sẽ dẫn đến là họ giống như là dối loạn stress sau sang chấn trải qua một cái sự kiện rất là uh, lo lắng và căng thẳng cao thì thẳng làm cao. cho họ luôn luôn cảm thấy bất an khi mà ví dụ như tham gia giao thông hoặc là đi đến một cái nơi nào đó và mới lạ và cảm thấy không an toàn sẽ khiến cho họ có thể là không cảm giác là uh, thoải mái để có thể học tập hay là phát huy tối đa cái năng lực của họ vâng. và những cái trường hợp nặng ấy, họ có thể để lại những cái ám ảnh qua những cái ký ức xâm nhập vào trong uh, đầu lúc thức hoặc là lúc ngủ và uh, về mặt xã hội thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng lan tỏa những cái thông điệp nó rất là không tích cực và cổ suý cho những cái hành vi mà không đẹp đối với cả những người trẻ Vâng, đấy là còn chưa nói đến câu chuyện là có nhiều người là người bị hại đúng không ạ? Rất là tủi hổ đi về nói với người thân, sau đó người thân đang tìm giải quyết mâu thuẫn thì nó như một cái vòng xoáy của cái sự mà côn đồ, lối nối tiếp côn đồ và những hành vi này thì rõ ràng sẽ kéo dài không biết bao giờ mới hồi kết và rõ ràng là chúng ta cần phải phòng tránh cũng như là chúng ta cần phải kiểm soát, ngăn chặn cái sự lan rộng của những hành vi bạo lực này chứ ạ tất nhiên rồi và chúng ta cũng cần phải làm thế nào đấy để ít nhất là tất cả những cái khuôn mẫu hành vi ứng xử ở những cái nơi công cộng ấy cần phải được nhân lên vâng à, tôi nghĩ là nếu mà ở trong cái phương diện là về văn hóa giao thông ấy thì ở đây bây giờ chúng ta có những cái chính sách để hạn chế những cái hành vi côn đồ bằng những cái chính sách ví dụ như cấm cái nồng độ cồn đấy là một cái nhưng mà ở các nước khác thì thậm chí là người ta khuyến cáo là những người nào mà bạn đang ở trong một cái trạng thái tâm lý nó quá lo lắng hoặc là bạn đang tức giận vì một cái việc gì đó bạn cũng không nên lái xe tại vì bạn rất dễ dàng có thể gây ra những nguy hiểm cho những người khác và nếu mà bị va quệt thì bạn sẽ là cái người khởi xướng nên những cái hành vi mất kiểm soát bạn có thể có những cái nguy cơ và bị phán xét và chịu trách nhiệm bởi những cái hành vi sai của bạn rồi chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là cái kỹ năng chăm sóc cái sức khỏe tinh thần nó cũng là cái nền tảng để mà hạ và hạn chế những cái hành vi ứng xử mà không có thân thiện ở cái nơi công cộng vì về cơ bản ẩn đằng sau những cái hành vi mà mất kiểm soát nó cũng là gì có rất nhiều người đang ở trong cái trạng thái không được tốt không được cân bằng về mặt sức khỏe tinh vâng. thần Đấy, và chúng ta cũng sẽ cần phải có một số những cái chiến lược khác để tuyên truyền về các cái um, hình thức để đảm bảo cho uh, mọi người tham gia giao thông an toàn chúng ta phải nhân lên và cũng tuyên truyền cổ suý cho những cái hành vi mà hỗ trợ xã hội khi mà tham gia những cái uh, gọi là tình huống ở nơi công cộng để thấy những cái tình huống ví dụ như là nó có những cái xô xát nhẹ hoặc là những cái mới chớm thì với cái tư cách là một cái người uh, đi cùng ở trên đường đấy thì chúng ta cần phải hành xử như thế nào để hạn chế cái xung đột nó trở nên leo thang và sẽ biến thành một cái vụ uh, uh, ẩu đả và không đẹp đó, tạo nên những cái dư luận xấu cho xã hội vâng rất là cảm ơn những cái góc nhìn rất là sâu sắc từ phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam và xin được cảm ơn chuyên gia đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay để làm sao đấy chúng ta có thể xây được một cộng đồng văn minh xây dựng một cái cách ứng xử đẹp và tránh xa những hành vi côn đồ những hành vi không hề đẹp một chút nào trong cuộc sống của chúng ta xin được cảm ơn chuyên gia đã cùng đồng hành với chương trình và chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.